Hà xin kính chào quý khán giả của VTV Canada. Mời quý vị theo dõi phần tin tức Canada ngày 2 tháng 11 có những tin đáng chú ý sau. Xuống đường chống Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình sang Việt Nam. Ngày 5 tháng 11, Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Chủ tịch Trung Quốc sẽ viếng thăm chính thức Việt Nam và phát biểu trước Quốc hội Cộng sản Việt Nam. Trong khi đó, trên Biển Đông, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã và đang chà đạp Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 mà chính họ đã ký kết. Trung Quốc cho rằng Biển Đông thuộc về Trung Quốc từ thời cổ đại. Nhiều đoàn thể trong nước đã yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hủy bỏ buổi lễ đón tiếp Tập Cận Bình vì không thể trải thảm đỏ, cử hành nghi lễ quốc gia để đón chào một kẻ cướp và đã bắn giết ngư dân Việt Nam. Tuy nhiên, đề nghị này không được Hà Nội lắng nghe. Tại Quốc hội, 19 tổ chức xã hội dân sự độc lập đã kêu gọi đồng bào biểu tình trước Tòa đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội và Tòa lãnh sự Trung Quốc ở Sài Gòn vào ngày 5 tháng 11. Hưởng ứng lời kêu gọi từ trong nước hôm Chủ nhật ngày 1 tháng 11, lúc 1 giờ trưa, Ủy ban yểm trợ phong trào dân chủ quốc nội đã tổ chức xuống đường để bày tỏ thái độ trước hành vi ngang ngược của nhà cầm quyền Bắc Kinh và phản đối chuyến công du sang Việt Nam của ông Tập Cận Bình. Gần 200 đồng bào Chuanzo đã tham dự cuộc biểu tình trước Tòa lãnh sự Trung Quốc tọa lạc ở số 240 đường St. George Chuanzo. Tuy thông báo về cuộc biểu tình chỉ được phổ biến trước đó chỉ có một ngày. Trước khi kết thúc cuộc biểu tình vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày, những người xuống đường đã hợp ca nhạc phẩm Việt Nam quê hương ngạo nghễ.